Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, sau đợt kiểm tra việc khắc phục thẻ vàng từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 5 tại Việt Nam, ngày 4 tháng 7, Ủy ban châu Âu EC ra công bố chính thức kéo dài thời gian phạt thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng. Dự kiến EC sẽ quay lại để xem xét vấn đề thẻ vàng với thủy sản của Việt Nam vào tháng 1 năm 2019. Việc tiếp tục kéo dài thời gian thẻ vàng này sẽ gây ra những khó khăn, thiệt hại như thế nào cho doanh nghiệp? Việt Nam cần làm gì để tháo gỡ tình trạng này? Tất cả sẽ được làm rõ trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay. Trước tiên, xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận từ phóng viên VTV. Sau đợt kiểm tra từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại Việt Nam vừa qua, ngày 4 tháng 7, Ủy ban châu Âu EC đã công bố chính thức kéo dài thời gian phạt thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng. Dự kiến tháng 1 năm 2019 tới, EC sẽ quay lại Việt Nam để xem xét lại việc khắc phục thẻ vàng đối với hoạt động khai thác thủy sản. Theo cập nhật mới nhất thì từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 5 năm 2018 này thì có một phái đoàn của Ủy ban châu Âu đã sang kiểm tra việc chấp hành, việc thực hiện chính quyết nghị của Ủy ban châu Âu. Và vừa rồi thì Ủy ban châu Âu sau khi các phái đoàn về nước ấy, đã có cái kết luận. Và cái kết luận đấy có đưa ra là chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều cái lỗ lực trong việc thực hiện chính quyết nghị, tuy nhiên thì cũng chưa triệt để. Và đã gia hạn thêm cho Việt Nam trong 6 tháng tiếp theo phải thực hiện triệt để 9 cái khuyến nghị này. Thì tức là đến tháng 1 năm 2019 thì phái đoàn sẽ quay trở lại Việt Nam để kiểm tra và đánh giá lại việc thực hiện những cái tồn tại của 9 khuyến nghị. Theo lý giải từ phía châu Âu, đến nay hành động chống đánh bắt hải sản trái phép của Việt Nam vẫn chưa được thực hiện triệt để, nhưng thiếu sót được xác định như việc cấp chứng nhận, xác nhận sản phẩm thủy sản khai thác còn sai sót, hệ thống giám sát tàu cá chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm khai thác IUU còn thấp, chưa đủ mạnh để tương đồng với một số nước trong khu vực và quốc tế. Đây là kết quả của quá trình đánh giá cân nhắc mức độ phát triển của Việt Nam trong những năm qua, cùng với một thời gian dài thảo luận ngoài lề với các cơ quan chức năng Việt Nam. Bởi hiện tại Việt Nam có khoảng 133.000 tàu cá, với gần 33.000 tàu cá đánh bắt xa bờ với công suất 90 CV trở lên, nhưng mới chỉ lắp thiết bị vệ tinh MOMVIMA được khoảng 3.000 tàu. Đây là con số rất ít ỏi, trong khi theo phía châu Âu, thiếu thiết bị này, việc kiểm soát các tàu cá này có vi phạm vùng đánh bắt không là rất khó. Thực trạng của nghề cá Việt Nam, nghề khai thác thủy sản là đang rất manh mún. Những tàu thuyền nhỏ, chúng ta có số lượng tàu thuyền nhỏ rất là đông, tức là gần 130.000 tàu. Và như vậy là cái lực lượng kiểm soát thì chúng ta rất mỏng, vì kiểm ngư rồi cảnh sát biển chúng ta hiện nay là thực tế là cái lực lượng đó rất ít. Cho nên việc kiểm soát để mà khống chế, để mà ngăn ngừa và để mà trừng phạt những cái vi phạm theo quy định IUU ấy, là chúng ta làm chưa tốt. Trước từ bao nhiêu năm nay vẫn làm, nhưng mà như mà tôi nói rằng là làm là chưa đủ. Thì bây giờ phải làm đủ, phải minh bạch hơn, hệ thống hơn. Tại vì có những cái yêu cầu của Âu Châu mà bản thân nước mình nó cũng chưa làm hết, là vì mình thì tàu thuyền quá nhỏ, số lượng quá nhiều. Cho nên để hoàn chỉnh cái hệ thống đó cũng phải cần có thời gian và phần cỏ phải cần có kinh phí. Chính vì những thiếu sót như vậy nên Ủy ban châu Âu EC quyết định gia hạn thêm 6 tháng để Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp để có thể tháo gỡ thẻ vàng. Thưa quý vị, việc EU chính thức rút thẻ vàng đối với mặt hàng thủy sản của Việt Nam vào tháng 10 năm 2017 đã gây không ít khó khăn, thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này trong suốt thời gian qua. Do đó, việc EU gia hạn thẻ vàng thêm 6 tháng khiến các doanh nghiệp tiếp tục đứng ngồi không yên. Vậy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp sẽ ra sao? Tương lai của ngành hàng sẽ như thế nào sau hàng loạt những diễn biến không mấy tích cực này? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự tiếp theo. Là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ xuất khẩu vào thị trường EU lớn, chiếm tới 80%, doanh nghiệp này đã phải chịu những thiệt hại nặng nề sau khi EU rút thẻ vàng với các sản phẩm thủy sản của Việt Nam. Theo chia sẻ của bà Trần Ngọc Tươi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thuận Sài Gòn, trong 6 tháng, thủy sản Việt Nam bị áp thẻ vàng, giá trị xuất khẩu của công ty đã giảm tới 50%. Trước thông tin EU tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng thẻ vàng thêm 6 tháng, doanh nghiệp này rất lo ngại.
bị cái thẻ vàng đó thì coi như về phía doanh nghiệp là coi như thiệt hại lớn, có thể là sẽ rơi vào tình trạng là đóng cửa. Câu chuyện về thị trường EU của doanh nghiệp này cũng chính là tình hình chung của các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường này. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, trong thời gian bị thẻ vàng 100%, các lô hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU đều bị giữ lại cảng để kiểm tra nguồn gốc khai thác. Điều này khiến chi phí đội lên khoảng 17 triệu Việt Nam đồng trên một container, chưa kể chi phí lưu cảng. Điều lo lắng hơn là nếu hàng bị trả về, tổn thất có thể lên tới 270 triệu Việt Nam đồng trên một container. Việc kéo dài thời hạn phạt thẻ vàng của EU sẽ khiến các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường này vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Và cái cảnh báo của EU là thẻ vàng có nghĩa là tất cả các lô hàng hải sản từ khai thác, tôi nói xin nhắn lại là không phải tất cả lô hàng hải sản mà lô hàng từ khai thác biển là phải bị dừng lại để kiểm tra cái nguồn gốc xuất xứ và để kiểm xem nó có phải là nó vi phạm cái quy định IUU hay không. Cái việc dừng lô hàng lại ở cửa khẩu để kiểm soát nó kéo dài cái thời gian thông quan và nó làm chúng ta phải trả nhiều phí ở cảng hơn. Và nếu mà lô hàng nó bị trả về thì câu chuyện thiệt hại thật là khủng khiếp, là bởi vì nó ứng với một thiệt hại rất là lớn. Thẻ vàng IUU là một trong những khó khăn và trở ngại lớn nhất cho xuất khẩu hải sản của Việt Nam suốt thời gian qua. Theo người trong ngành, thiệt hại từ thẻ vàng EC là con số đã được minh chứng bằng thực tế khi mà 6 tháng vừa qua, thẻ vàng đã kéo thị trường này từ vị trí là nhà tiêu thụ thủy sản số 1 năm 2017 xuống thứ 4 trong 6 tháng đầu năm 2018. Theo số liệu thống kê, năm 2017, EU là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam với trị giá đạt gần 1,46 tỷ đô la Mỹ thì đến hết tháng 6 năm 2018, giá trị xuất khẩu mặt hàng này vào EU chỉ đạt 584 triệu đô la Mỹ. Đáng lo ngại hơn là không chỉ EU mà từ khi EU phạt thẻ vàng, các quốc gia khác cũng rất e ngại với những sản phẩm hải sản của Việt Nam, theo đó uy tín thương hiệu của các sản phẩm hải sản Việt Nam bị giảm sút nghiêm trọng. Đây là vấn đề không phải chỉ có đối với thị trường của EU mà các cái thị trường khác. Chính vì là những cái ảnh hưởng của các cái lô hàng mà liên quan đến cái cảnh báo của các thị trường về các cái hóa chất kháng sinh và một số cái quy định khác về an toàn thực phẩm thì đây là vấn đề mà nó ảnh hưởng lớn đến cái uy tín của hàng thủy sản của Việt Nam, trong đó là có cái hàng hải sản xuất khẩu. Hơn nữa nó là cái uy tín của mình, chứ không phải không chỉ là tỷ trọng giá trị bao nhiêu đâu, mà là cái việc thẻ vàng và nếu là thẻ đỏ nữa thì cái uy tín của mình giảm sút nghiêm trọng. Nó chứng tỏ về khả năng chấp hành những cái quy định quốc tế của chúng ta là chưa đủ. Bên cạnh đó, các thị trường khác cũng đã xem đây là cơ hội để áp các biện pháp thương mại với mặt hàng hải sản của Việt Nam, nổi bật là thị trường Mỹ và Nhật Bản. Đây là rất là lo ngại, tại vì khi mà ở châu Âu không cho chúng ta nhập vào, thì các nước lân cận sẽ cũng không cho chúng ta nhập vào luôn. Thì cái đó là một cái sự gọi là bế tắc của các doanh nghiệp Việt Nam. Thì rõ ràng nếu chúng ta không kịp thời làm, thì rõ ràng là chúng ta sẽ mất cơ hội ở thị trường châu Âu trong cái điều kiện là cái hiệp định thương mại nó đang sắp có hiệu lực, và trên cơ sở đó thì sẽ mất đi một cái khối lượng hàng hóa xuất khẩu vào châu Âu khá lớn. Nhưng mà cái quan trọng hơn, tức là vấn đề cái ảnh hưởng từ phía cái việc mà không được phép xuất khẩu vào châu Âu dưới cái dạng là thẻ đỏ, thì nó cũng không chỉ là làm cho chúng ta không thể xuất khẩu vào châu Âu, nhưng cái chính yếu nó sẽ tác động và làm cho thị trường khác sẽ không có cái đánh giá cao đối với cái ngành hải sản của Việt Nam, và như vậy là chúng ta sẽ mất thêm các cơ hội khác về vấn đề tăng trưởng xuất khẩu từ phía cái hàng hải sản. Theo các chuyên gia, những thiệt hại nặng nề của các doanh nghiệp sẽ kéo dài trong ít nhất là 6 tháng tới, đặc biệt nếu thẻ vàng bị chuyển thành thẻ đỏ thì ngành hải sản Việt Nam sẽ gặp những hậu quả khôn lường do mất các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Theo bài học từ các nước trước đây thì thời gian để EU gỡ bỏ được thẻ vàng phải mất từ 1 đến 2 năm, riêng Thái Lan phải mất tới 3 năm mới gỡ bỏ được. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam là làm sao để đáp ứng được các khuyến nghị của EC trong thời gian ngắn nhất.
6 tháng qua chúng ta đã cải thiện được những gì và việc cần làm ngay bây giờ là gì để gỡ bỏ được thẻ vàng thủy sản Việt Nam trong 6 tháng tới? Sau đây là ý kiến của những người trong ngành cũng như cơ quan chức năng về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Với lại các cái khắc phục của cái khuyến nghị của EU, thực tế ra là các cái hướng dẫn của chúng ta hiện nay từ trung ương xuống là rất là đầy đủ. Như là công điện 732, cái chỉ thị 45 và vừa rồi là cái quyết định 78 của Thủ tướng Chính phủ. Và Bộ Nông nghiệp cũng có những cái văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Vấn đề là bây giờ chúng ta cần phải quyết liệt tuyên truyền thông tin, hướng dẫn và coi như là có những cái biện pháp xử lý mạnh ngay từ cơ sở để người dân hiểu và tuân thủ các cái quy định này một cách coi như là toàn diện. Và để mà đáp ứng được yêu cầu mà kiểm tra thực tế của EC, thứ nhất là bây giờ là chúng ta phải kiểm soát tốt cái tàu cá khai thác trên biển bằng cách là chúng ta phải có cái các cái tàu cá mà trên 15 mét, tức là trên 90 cv mà đánh bắt xa bờ ấy, là chúng ta phải lắp các cái thiết bị, và đặc biệt là tàu từ 15 mét trở lên là phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Thứ hai nữa là đối với lại hải sản mà khai thác thì phải có truy xuất được nguồn gốc. Và muốn vậy thì phải ghi nhật ký, chủ tàu và ngư dân phải ghi nhật ký và nộp cho cơ quan quản lý cảng cá. Và chi cục thủy sản phải có cái phòng mà công tác tại nằm tại cảng để cùng với cảng cá để xác nhận cho các lô hàng cho các doanh nghiệp để mà xuất khẩu, truy xuất được nguồn gốc. Thì cái này rất quan trọng. Đây là cái điểm mới nhất mà chúng ta khó nhất chúng ta phải làm. Đấy. Thứ ba nữa thì chúng ta phải chấm dứt cái tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác vùng biển các nước một cách bất hợp pháp. Đặc biệt là đối với các quốc đảo thì chúng ta đã làm tốt nhưng mà nó chưa bền vững, thì tới đây chúng ta phải có những cái giải pháp mạnh để mà làm sao mà chấm dứt chứ không phải ngăn chặn bình thường, phải chấm dứt cái tình trạng này. Hiện nay thì Việt Nam cũng đang đàm phán với tổ chức này nhằm gỡ thẻ vàng. Tuy nhiên Việt Nam cũng không nên quá lo lắng vì trước Việt Nam thì Thái Lan cũng là nước lãnh thẻ vàng từ EU và qua 3 năm đàm phán và nâng cao chất lượng. Và giờ đây nước Thái Lan đã lấy lại thẻ xanh của EU. Chúng tôi mong rằng Việt Nam cần có những bước cải thiện cụ thể nhằm lấy lại thẻ xanh. Hiện nay thì về phía Hiệp hội VASEP thì cũng đang nỗ lực cùng với phía chính phủ và cụ thể là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Tổng cục Thủy sản để mà rà lại tất cả các vấn đề liên quan hiện nay chúng ta đang cần phải tập trung những cái điểm nào để trên cơ sở đó nó có thể là chứng minh với châu Âu rằng là chúng ta đang cải thiện cái điều kiện và các vấn đề liên quan, để trên cơ sở trong cái đợt xem xét lần tới sau 6 tháng thì chúng ta có thể là bảo đảm được cái việc là đáp ứng các cái yêu cầu về vấn đề IUU của châu Âu. Cái điều mà quan trọng nhất cần phải làm tức là giáo dục cho ngư dân, nếu họ không chấm dứt ngay những hành động mà vi phạm IUU thì sẽ ảnh hưởng ngay đến nồi cơm của họ. Và nếu ngư dân mà cảnh giác, mà ý thức được cái chuyện đó thì chúng ta mới giải quyết vấn đề. Chứ còn nếu chúng ta chỉ ngăn chặn mà ngư dân cố tình làm thì không có bài. Sau khi chuyến thị sát vừa rồi đã về thì có đưa ra cho Việt Nam một loạt những cái điều kiện cũng rất là ngặt nghèo. Trong đó có cái điều kiện thứ nhất, đó là tất cả các cái tàu thuyền khai thác của Việt Nam cần phải gắn cái định vị để xác định xem là cái tàu thuyền đó họ khai thác ở đâu. Cái thứ hai nữa là cũng giảm thiểu không được đóng mới thêm cái số lượng tàu thuyền nữa. Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.